Hello mọi người, hiện tại cuối tuần bên mình cũng rất là đông khách ha. Hôm nay mình làm clip này xin nhắc lại mọi người, mình có một cái chương trình hỗ trợ xe cho anh em quý khách hàng đến sửa chữa tại Mô Tô miền Nam á. Hỗ trợ xe là sao mọi người? Là mình sẽ hỗ trợ cho mọi người một chiếc xe để đi lại nếu mọi người cần thiết phải đi việc công việc gấp ha. Thì bên mình vẫn có xe hỗ trợ cho mọi người đi lại nha. Xe bên mình là xe mới hoàn toàn luôn, xe mới rất đẹp nha. Đó, sẵn mình có thể trải nghiệm được những dòng xe mới này đó. Mọi người cứ tới sửa chữa, cần xe đi lại thì cứ để xe lại sửa chữa và bên mình hỗ trợ xe nha. Rồi, cảm ơn mọi người xem clip nha. Ai có sửa chữa thì liên hệ với đến cửa hàng bên mình nha. Địa chỉ bên mình là 52 Tô Ký, phường Tân Thuận, quận 12 nha mọi người. Số hotline công ty là 0828 598 998. Cảm ơn mọi người xem clip nha. Chúc mọi người cuối tuần nhiều niềm vui hạnh phúc nha.